Suốt 15 năm qua, ở chợ Hội An, tỉnh Quảng Nam, có một người chuyên tạo hình từ gốc tre và biến những gốc tre vô tri, vô giác, tưởng chừng như bỏ đi thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Trước ngôi nhà ở số 26 đường Bạch Đằng, thành phố Hội An, anh Huỳnh Phương Đỏ ngày ngày chuyên tâm vào những gốc tre xù xì, đầy rễ. Đôi tay anh thoăn thoắt đục, đẽo trước sự tò mò của những vị khách trong và ngoài nước. Chỉ trong khoảnh khắc, qua đôi tay khéo léo của anh, những gốc tre dần thành hình hài. Để làm một cái sản phẩm, những cái tác phẩm nghệ thuật gốc tre, thì cái công đoạn mà khó nhất á, là phải tìm được cái dáng, bắt được cái dáng của từng gốc, chẳng hạn những, hoặc là biết những cái lịch sử, những cái hình ảnh, các cụ như Tam Đa Khúc Lục Thọ là phải đục thịt như thế nào, trồng những cái bộ rau già thiệt già như thế này để làm ông thọ, hoặc là có những cái rau mà nó ngắn quá thì ta làm những cái bức tượng đặt ma tổ sư, hoặc là những cái hình nó bộ rễ nó già như thế này, ta chỉ cần lật ngược lên ở trên này, ta đục thành tóc của những người phụ nữ đó. Không phải là nhắc là cái nghệ thuật đục gốc tre này hắn gọi là nghệ thuật bắt quy tắc, không phải như chạm khắc bằng kim bằng, tức là thành một khối gỗ anh ra bao nhiêu cũng được. Nghệ thuật này là nghệ thuật đan xen bắt quy tắc, không có một cái nguyên tắc nào, bởi vì không có một cái gốc tre nào giống cái gốc tre nào, ta phải nghiên cứu như thế nào từng thế gốc và cho ra từng cái sản phẩm gốc tre. Bước qua lối đi nhỏ vào bên trong gian hàng của gia đình là rất nhiều những tác phẩm được làm từ gốc tre, nào là Phật Di Lặc, ông Phúc Lộc Thọ, đủ kiểu dáng kích cỡ. Đây là nơi duy nhất ở Hội An và tỉnh Quảng Nam chế tác, trưng bày và bán sản phẩm từ gốc tre. Với những gốc tre tìm được, anh Đỏ và những người thợ lựa chọn thật kỹ, lên ý tưởng cho từng gốc, sau đó cắt, xịt rửa, xử lý, phơi khô, tra bóng. Những sản phẩm của anh được khách hàng khắp châu Âu, châu Á đặt mua. Những cái tượng gốc tre như thế này mà tôi làm mà xong xuôi hoàn chỉnh là thường thường tôi bán cho những nước châu Âu như là những nước Pháp, hoặc là Tây Ban Nha, hoặc là Đức. Là những cái sản phẩm họ ưa thích nhất là những cái hình ông thọ, tức là biểu tượng cho một cái sự sống lâu, mà sống tới mức độ mà rau nó già xuống, hoặc là những cái bức tượng là ông Phúc, tức là biểu tượng cho một cái sự hạnh phúc, nó mang đến nhiều cái hạnh phúc trong gia đình. Du khách rất là thích. Từ những gốc tre tưởng là đồ bỏ đi, thì qua đôi bàn tay khéo léo của anh Đỏ mà giờ đây nhiều du khách quốc tế đã góp phần quảng bá nét độc đáo của cây tre Việt Nam đến mọi nơi trên trái đất. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.